Rồi, xin các bạn ha, thì lại là mình đây. Thì trong video ngày hôm nay, mình sẽ tiếp tục quay lại với cái chuỗi series được rất nhiều bạn ưa chuộng, đó là những series về review đề thi TOEIC Listening. Và cụ thể hôm nay mình sẽ cập nhật cho các bạn những từ vựng, những đáp án đã xuất hiện ở trong đề thi TOEIC tháng 3 năm 2023 này. Sorry các bạn là trong giai đoạn gần đây thì các bạn giáo viên tại trung tâm của mình và bản thân mình cũng khá là bận nên là không có thời gian đi thi nhiều. Hôm nay cuối cùng mình đã cập nhật cho các bạn được những cái từ vựng và đáp án phổ biến nhất trong phần nghe. Rồi, và bây giờ không nói nhiều nữa, mình sẽ cập nhật cho các bạn phần part 1. Những bức hình đã xuất hiện trong đề thi nó có gì? Rồi, vô luôn. Thì nói với những bạn mà đang có ý định đi thi TOEIC trong tháng 3 hoặc là tháng 4 năm 2023 này á, thì mình đánh giá phần listening khá là đơn giản các bạn, không quá khó đâu. Các bạn chỉ cần ôn theo những bộ đề thi của ETS mà mình đã quảng cáo lần trước là các bạn hoàn toàn có thể đạt được điểm tốt trong phần nghe. Còn phần đọc thì chỉ có phần part 7 là hơi dài thôi, mình sẽ nói sau. Rồi, bây giờ mình sẽ đi vào vấn đề chính. Bây giờ mình sẽ cập nhật lại cho các bạn những bức hình đã xuất hiện trong phần part 1 trước ha. Và dĩ nhiên, đây là những bức hình mà các bạn giáo viên đi thi nhớ lại rồi vẽ lại cho các bạn minh họa thôi. Nên là vẽ không đẹp thì các bạn thông cảm. Rồi, ok. Thì bức hình đầu tiên mình muốn cập nhật cho các bạn là bức hình như thế này. Đây kiểu như là một bức hình về một người đàn ông, ổng đang nói chuyện qua cái điện thoại các bạn, đơn giản vậy thôi. Đó, thì đố các bạn, bức hình này nó miêu tả kiểu gì? Thì câu này mình cập nhật cho các bạn vui vậy thôi, chứ câu này thì mình nghĩ là ai cũng đúng. Câu này mà sai là một tội ác các bạn ạ. Đáp án chỉ đơn giản là he's talking on the phone, tức là người đàn ông này đang nói chuyện qua điện thoại. Vậy thôi. Câu này là nói chung là auto đúng, bạn nào cũng sẽ đúng, không có gì khó ở đây cả. Rồi, chuyển sang bức hình tiếp theo. Bởi vậy các bạn chú ý là những cái bức hình tả người á, thường bạn nào mà để ý khi đi thi trong tháng này á, thì thường bức hình đầu tiên là bức hình cận cảnh và nó chụp có một người thôi, và cái hành động rất là rõ ràng. Các bạn nghe kỹ chút được cái verb in là ra được, khỏi nói nhiều. Rồi, bức hình thứ hai mình cập nhật cho các bạn. Đây là một bức hình tả vật các bạn, và bức hình này cũng xuất hiện khá nhiều trong năm ngoái. Đúng các bạn, mình đang vẽ cái gì ở đây thì có vẻ nó hơi tượng hình chút, các bạn thông cảm. Ở đây mình sẽ miêu tả lại cho. Đây là một cái kiểu như là một cái nhà ga xe lửa các bạn. Bạn để ý cái màu xanh xanh là đường ray các bạn. Còn xe lửa, xe lửa mình chụp kiểu hiệu ứng 3D các bạn. Đó, dừng lại ở kế bên nhà ga. Và câu này đáp án đó là ok. A train has stopped at a station. Tức là một cái xe lửa đã dừng lại ở cái station là nhà ga đó các bạn. Đây là một câu cũng không quá khó đâu, một câu miêu tả vật khá là chân phương, người ta sử dụng cấu trúc as verb rất là bình thường. Rồi, câu này thì mình nghĩ là 10 bạn làm thì 9 bạn đúng, bạn còn lại chắc quên đánh đáp án. Rồi, hai câu đầu tiên khá dễ ha, chuyển sang một bức tranh nữa. Bức tranh này nó có cái gì? Thì bức tranh này, ok, đây là một câu thiên về từ vựng thôi, không có gì nhiều cả. Một bức tranh nó chụp toàn cảnh các bạn, không phải chụp cận mà là chụp cảnh toàn nha. Đây là một cái đường kiểu như là đường cho người đi bộ các bạn, có nhiều người đang đi qua đi lại nè. Đó, có cái bóng đèn xanh đèn đỏ các bạn thấy không? Nằm đây. Rồi, ok, câu này đố các bạn, đáp án người ta miêu tả kiểu gì? Nếu bạn nào mà có kinh nghiệm đi thi TOEIC thì cái câu này rất quen thuộc các bạn. Đáp án người ta dùng động từ là crossing. Some people are crossing the street, tức là một vài người đang băng qua đường. Cái động từ cross được sử dụng cực kỳ phổ biến trong đề thi part 1 các bạn ơi. Rồi, ok. Và ba câu đầu tiên này thì mình không muốn nói quá nhiều, bởi vì nó chả có gì phải nói các bạn, quá đơn giản. Chính vì vậy mình mới nói là thực sự là cái tháng 3 này mình không muốn review part 1 đâu, bởi vì nó dễ quá. Nhưng mà nhiều bạn inbox thì mình cũng làm cho các bạn coi. Rồi, một bức tranh nữa đi. Đây là một cái gì nhỉ? Đây là một đây là một bức tranh tả người các bạn. Một vài người đang vận chuyển những cái ghế lên một cái xe van. Cái xe van là mấy cái xe kiểu như xe thùng đó các bạn. Mấy cái xe trong phim bắt cóc đó các bạn. Đập cái rồi quăng lên xe rồi chạy. Đó gọi là xe van. Và câu này người ta sử dụng cấu trúc cũng khá là bình thường thôi. They are loading furniture into a van. Loading, load là chất lên đó các bạn. Đó, tức là họ đang chất furniture là kiểu như đồ nội thất á, into a van. Van thì như mình nói là cái xe thùng á. Tức là câu này miêu tả là họ đang chất đồ nội thất lên một cái xe van. Câu này cũng mình đánh giá là không khó, rất đơn giản. Rồi,
Tiếp theo, một câu nữa mình cập nhật cho anh em, đó là ok, đây là một câu mà có khả năng các bạn sẽ không biết mình đang vẽ cái gì. Thì ở đây mình nói đơn giản à, ở đây là một cái bàn ăn đó, mọi người đang nói chuyện với nhau và nhìn vào cái menu. À, cái menu là cái menu này các bạn à, thì câu này đố các bạn người ta miêu tả kiểu gì. Đây cũng là một lối miêu tả mà mình đã từng nói rất nhiều trong những cái lớp của mình rồi, và trước đây trên video thì hình như cũng có vài bức tranh người ta dùng cấu trúc này. À, người ta thế này, người ta không có dùng động từ nói là talking, speaking gì đâu các bạn, người ta dùng động từ này, they are having a conversation at a table, tức là họ đang có một conversation, là một cuộc hội thoại nha, họ đang có một cuộc hội thoại ở một cái bàn. Nó nghe nó rất là ghê các bạn, nghe căng không, nghe căng ha. Bởi vậy câu này thì các bạn nên chú ý tới cái cách paraphrase của nó, tức là người ta không có dùng động từ talk bình thường đó, ở trên người ta đã dùng rồi mà, nên là người ta dùng cái cụm là have a conversation để làm màu mè thêm tí thôi, nhưng mà nói chung vẫn là nói chuyện đó. Ok rồi, chuyển sang bức hình tiếp theo. À, đây là một bức hình mà một giáo viên của mình đi thi vẽ lại các bạn. Những bức hình các bạn thấy vẽ đẹp đẹp này là không phải mình vẽ rồi đó. À, ở đây có một người đang đi mua đồ ở trong siêu thị, đẩy xe đó các bạn, kiểu vậy, đang lựa đồ trong siêu thị, đồ ăn á, đó, kiểu vậy đi. À, và những này là những cái trái cây đó, các bạn, dưa hấu rồi các thứ. Rồi, câu này thì người ta dùng động từ gì để miêu tả người các bạn biết không? Câu này người ta miêu tả này. He is picking up some fruit, tức là anh ta đang lấy một vài cái trái cây kiểu như vậy đó. Thì đây là một câu mà mình nghĩ là nó cũng chả có gì khó cả rồi, chuyện hết rồi các bạn, hết rồi. À, thì lưu ý là những cái bức hình này á, mình cập nhật từ rất là nhiều đề, từ những bạn giáo viên của mình đi thi gom lại, thì mình thấy những cái câu nào mà nó ra nhiều thì mình cập nhật cho các bạn thôi. Nhưng mà đánh giá chung của mình vẫn là những đề thi giai đoạn gần đây nó rất là dễ ở phần nghe. Thì phần nghe này mình đánh giá là nếu mà các bạn ở trình độ 500 đi thi thì các bạn cũng hoàn toàn có thể đúng được ít nhất là 4-5 câu đó, kiểu như vậy. Và những câu cuối tả vật thì cũng không còn khó như trước nữa đâu, nó chỉ chủ yếu là sử dụng cấu trúc câu bị động thôi. Nếu bạn nào muốn thì bữa sau mình sẽ cập nhật tiếp những bức tranh xuất hiện trong tháng này ha. Rồi, còn bây giờ thì không có gì để nói nhiều nữa, mình sẽ kết thúc video review ở đây. Nếu bạn nào thích video này đừng quên hãy đập nát cái nút like bên dưới giùm mình nhé. Mình là anh Lê, hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye.